Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Câu chuyện cuộc sống của Đài truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, hiện nay mạng xã hội trở thành công cụ truyền thông, môi trường giải trí được nhiều người ưa thích. Và trên môi trường này có rất nhiều trào lưu tích cực và dĩ nhiên cũng có không ít những trào lưu độc hại, phản cảm, gây ra những hậu quả khó lường, nhất là với các cháu ở độ tuổi thiếu nhi. Nếu không có sự giám sát, định hướng từ phụ huynh thì trẻ rất dễ sa vào những trào lưu độc hại, ảnh hưởng đến nhận thức và cả sức khỏe của các em. Vậy nên dạy con trẻ ứng xử ra sao trước các trào lưu trên mạng xã hội? Câu trả lời sẽ có trong câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong thời đại công nghệ 4.0, những chiếc điện thoại thông minh, máy tính bảng đã trở thành những vật dụng thân thiết, không chỉ với người lớn mà còn với trẻ em. Chính vì có thể sử dụng các thiết bị thông minh, nên việc trẻ tiếp cận với mạng xã hội cũng như những trào lưu trên mạng xã hội là điều khá dễ dàng. Nó có quá nhiều trào lưu ở trên các cái trang mạng xã hội, và cái việc mà nó có quá nhiều trào lưu như vậy thì thật ra nó cũng dễ hiểu á, là bởi vì cái thời đại mà chúng ta đang sống đó là thời đại của công nghệ, thời đại của cái câu chuyện đó là có rất là nhiều những người làm về sáng tạo nội dung, và kết hợp với cái câu chuyện đó là cái thiết bị công nghệ nó hỗ trợ. Cho nên là chỉ cần người ta có một cái ý tưởng và người ta muốn chia sẻ thì nó rất là dễ. Những người làm sáng tạo nội dung trên các cái nền tảng xã hội, những người mà họ tạo cái trend, họ quan tâm một chút tới cái tác động của cái xu hướng đó, hay là những cái trend đó tới tâm lý hay là tâm trí của cái người, của cái đối tượng sẽ thụ hưởng. Là bởi vì đôi khi đối tượng thụ hưởng sẽ là những bạn trẻ, hoặc là cái đối tượng thụ hưởng đôi khi có thể là những em bé còn rất là nhỏ, cái nhận thức nó chưa có phát triển. Việc giới trẻ thích thể hiện cá tính đặc trưng riêng của bản thân mình trước mọi người là điều hết sức tự nhiên. Nếu đó là những xu hướng tích cực thì không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, không ít trào lưu vô bổ, thậm chí nguy hiểm như trào lưu ăn mặc phản cảm nhảy nhót trên mạng hay gian thanh đội hình ở các nút giao thông. Một số nội dung trở nên kỳ dị và nhiều trường hợp còn nguy hiểm như phá hoại phòng tắm của trường học, xếp nhiều thùng sữa lên nhau rồi đi qua, mài răng và ăn bắp được gắn trên máy khoan điện. Đáng lo là những clip này đang dẫn đầu xu hướng được nhiều bạn trẻ và cả trẻ em hưởng ứng làm theo. Khi vào TikTok thì mình thấy cái nội dung không có ưng ý gì mấy. Chính mình đây cũng thấy cũng rất là khó chịu. Thì một hôm đó thì mình thấy con mình nó mặc áo hở eo nè, rồi quần ngắn nè, nhảy theo những điệu trend trên TikTok đó. Mình thấy không có ổn cho nên mình kêu nó là xóa ứng dụng điện thoại. Khi mình giao một cái iPad hay là một cái điện thoại thì trẻ cũng sẽ lướt một cách tự động, và có thể là trẻ bắt gặp một số những cái trend và trẻ thấy thật ra là đôi khi nó cũng là cái câu chuyện đó là thấy vui, thấy thú vị và bắt chước theo. Chứ đôi khi về mặt nhận thức trẻ em thì đôi khi các em nó cũng chưa có ý thức được hết những cái tác hại của cái việc mà các em nó bắt chước theo. Khi mà các em nó cứ tiếp xúc một cái nền tảng hay là một cái chương trình hay là một cái trend nào đó ở trên mạng xã hội mà nếu như nó là tiêu cực, có nghĩa là nó có những cái hình ảnh tiêu cực, nó có những cái âm thanh tiêu cực, nó có những cái thông điệp tiêu cực, hay là có những cái hành vi tiêu cực mà nó cứ tiếp xúc ngày một, nó giống như là mưa dầm thấm lâu, thì thực sự thì nó ảnh hưởng tới tâm trí, nó ảnh hưởng tới cảm xúc, nó ảnh hưởng tới suy nghĩ, nó ảnh hưởng tới cái hành vi của trẻ. Mạng xã hội đang phát triển rất nhanh, nếu không được trang bị những kiến thức và kỹ năng số cần thiết, trẻ em rất có thể bị rơi vào ma trận của những video không được kiểm duyệt và đủ những thử thách, xu hướng có thể tác động và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tâm lý của các em. Bên cạnh đó, một số mạng xã hội cho phép người dùng có thể liên hệ với bất kỳ tài khoản nào, không hạn chế vị trí địa lý. Điều này đồng nghĩa với việc các em nhỏ hoàn toàn có thể nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả những người lạ, được làm quen với nhiều bạn mới, nhưng các em cũng dễ dàng bị những đối tượng xấu tiếp cận hơn. Một số nội dung chưa kịp thời được kiểm duyệt cũng có thể ảnh hưởng tiêu cực tới các em, như những thử thách có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, cho đến các nội dung phân biệt đối xử, lôi kéo, dụ dỗ. Nhiều cha mẹ hiện nay là phó mặc cho nhà trường và nhờ các thầy cô dạy dỗ mà quên mất rằng mình mới là cái người ảnh hưởng nhất đến với con. Ví dụ cách cha mẹ sử dụng mạng xã hội, cách cha mẹ lướt mạng, cách cha mẹ dùng mạng xã hội để làm việc hay là để giải trí hay là để giết thời gian dùng mạng xã hội tốt hay xấu đều ảnh hưởng đến con. Thì cho nên tôi rất là mong là cha mẹ hãy quan tâm, việc đầu tiên cần làm đó là mình phải làm gương cho con. Cái chuyện mà mình cấm trẻ mà theo dõi, cấm trẻ sử dụng điện thoại hay cấm trẻ sử dụng iPad thực sự thì nó không phải là cái giải pháp. Hay cái việc mà trẻ lên các cái nền tảng và xem cái xu hướng thì thật ra nó cũng liên quan tới một cái nhu cầu. Có nghĩa là cái nhu cầu là biết về thế giới xung quanh, mình cũng phải hiểu về tâm lý lứa tuổi để mình bắt đầu có cái sự can thiệp. Can thiệp ở đây được hiểu đó là can thiệp mà đánh dấu nháy. Về mặt kỹ thuật có nghĩa là mình cũng phải dành cái khoảng thời gian để mình lựa chọn những cái chương trình, kể cả những cái game ha, mà nó thực sự nó phù hợp với lại lứa tuổi của con mình. Mình cũng quan sát trẻ nó xem cái gì trong những cái chương trình đó và nó có thích hay không thích những cái chương trình đó, và mình sẽ có một cái sự thảo luận với trẻ là con chỉ được xem những cái chương trình này thôi và vào trong cái khung giờ nào, và mình có những cái quy định với trẻ luôn. Vì bé chưa có cái khả năng sàng lọc, chưa có nhận thức được cho nên là có thể dẫn đến những cái trang mà nó nội dung nó không có được lành mạnh và bé chìm đắm ở trong đó luôn. Thì nếu mà trong cái tình huống này thì thực sự thì phụ huynh sẽ phải nghiêm túc cho cái câu chuyện đó là dành thời gian để trò chuyện với con nhiều hơn và bắt đầu rỉ rả và giải thích từ từ và bắt đầu có một cái sự gọi là lôi kéo và định hướng, có nghĩa là bắt đầu tìm những cái trang hay là những cái nội dung mà bé nó cũng có thể thích nhưng nó không dành nhiều thời gian nhiều, và mình thấy rằng là cái tác dụng của nó cũng lành mạnh. Thực tế, việc nắm bắt trào lưu trên mạng xã hội là không xấu, quan trọng là bản thân những người làm về sáng tạo nội dung phải ý thức được nội dung có đảm bảo văn minh, lịch sự và đem lại những hiệu ứng tích cực cho cộng đồng hay không. Đồng thời, phụ huynh cũng có vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ chọn lọc nội dung phù hợp, nhận thức đúng đắn khi sử dụng mạng xã hội. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho câu chuyện cuộc sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thế hệ mới hân hạnh đồng hành cùng chương trình.